Đấy còn con này đấy nhá anh em nhá. Con đường này lên rất là dốc rồi, dốc rất là tức nhá. Nhìn trong máy như thế thôi nhưng mà đấy, lên rất là ghê luôn. Con này là con đầu hai cầu, à con đầu một cầu nhá. Cái đầu một cầu, có cái cầu đẩy nó hai cầu nhá. Ôi lùi, leo dưới lên mệt hết cả người. Cái chỗ quay đầu hơi hẹp đấy. Dê cả bánh cái. Dốc quá cho nên là phải chèn cái bánh sau mới vào được số lùi nhá. Ui dồi. Đây là gỗ mớ nha anh em. Gỗ này là gỗ mớ đẹp thôi. Cái này mang đi làm đúa nhá. Còn cái gỗ mớ mà nó xấu thì có cành thì mang đi bốc. Cái này cánh gốc thì mang đi làm đũa. Làm đũa thì được giá hơn. Đấy, chở bằng này thôi nha anh em nhá. Đường đi hơi dốc. Đường bằng thì thoải mái đi tầm độ 20 cúc nữa. Nhưng mà chia cho hai xe thì đi bằng này thôi. Thank you.
bây giờ là con này tiếp tục lên bốc nha. Con này hai cầu ấy. Trên kia có chỗ quay đầu nhưng mà lao cố về vướng hết rồi, vướng hết đường ấy. Quay đầu đây xong là lùi lên. Ba khúc này quay đầu thì hơi vất vả đấy. Bác Tài đánh máy rất là lùa nhá, đánh vô lăng rất là lùa là luôn này. Máy này là có cả thắng nhá, có thắng hơi đằng sau nhá. Còn cái trước kia là không có. Đấy, bốc xong rồi nhá anh em nhá. Ôi lùi, mệt hết cả người. Xe này có vẻ như là đầy hơn xe dưới một tí. Ở dưới này vẫn còn mấy khúc nữa, không biết là chở hết không. Đấy, dưới kia. Dưới tầm độ 2-30 khúc nữa. Mệt quá. Đang lấy dây về đơ nhé. Đây, cho anh em xem cái số của nó đây. Cái này phải đơ chắc vào, sợ thì nó lôi nó trôi xuống ấy.
rồi bánh rất là ghê đó anh em đây. May mà hôm nay đường khô nhá, đường mưa đấy thì đường này thì dê rất là ghê luôn nhá. Này bị vướng rồi. Bây giờ lại sang cái
cái đầu bên này sang cái bên này tí, bên này nhiều hơn tí.